Được trân trọng kính mời đại diện Hội đồng Nghệ thuật, tác giả Lê Duy Hạnh. Hôm nay thì hai em đều tiến bộ hơn hôm trước. Hình như là hai em đi hai phách. Em nhã thi đó thì hầu hết là bọc ra ngoài hết. Còn em mèo đó thì nó vô trong. Từ cái ca tới cái diễn em thi là phơi ra hết. Cho nên từ cái phơi ra đó, đó thì những cái bậc cái nhược của em nó cũng bộc lộ cũng rõ. Nhưng mà cái nhược nhất là người ta nói là cái giọng, phải luyện cái giọng. Thì cái giọng của em là bị khi xuống những cái chữ trầm, những cái chữ trầm thì nó bị hạn chế. Còn trong khi đó thì em lại thả cho những cái chữ chữ cao. Cho nên là từ thấp tới cao nó người ta gọi là em chưa luyện cho nó hợp nhất được cái giọng của mình để từ thấp tới cao. Cái điều này là em phải cần cố gắng thêm. Mà chỉ có một cách là em phải thu vào bên trong. Thu vào bên trong để diễn cảm nó sâu sắc hơn, nó chắc hơn, ca nó chính hơn, hiểu được cái nội dung văn học và diễn đạt đó một cách đầy đủ. Em mèo thì hôm nay thì cũng khá hơn lần trước. Và phải nói là em diễn cảm hôm nay cũng rất tốt. Cái hơi em cũng rất tốt. Chỉ hơi tiếc một chút xíu là em xuống cái hò giọng cổ, mà cái hò một nó bị một cái sạn. Nó bị cái chỗ đó nó không trơn. Tự nhiên sao có cái hột sạn nó mắc cái chỗ đó. Nó uổng quá. Uổng quá phải không? Chứ nếu như mà em đi trơn cái đó thì phải nói là em tốt. Và đặc biệt là tôi rất là thích khi em hát cái bài Lý Chiều Chiều, cái giọng cổ mà chêm vào cái Lý Chiều Chiều, em hát cái nó rất là phù hợp. Nhìn con mắt của em là thấy chắc em nhớ dữ lắm, nhớ một cái gì đó dữ lắm. Con mắt nghĩa là không biết là nhớ nhà, nhớ ông bà thiệt hay là nhớ ai. Nhưng mà nói chung là thấy rõ cái tình cảm của em nó có ở trong cái diễn xuất, cái ca ngâm. Hôm nay thì nói chung một cái bước tiến bộ của em. Xin chúc mừng hai em. Và cũng nói chung là tất cả 10 thí sinh thì chúng tôi thấy rằng là so với hôm thứ nhất là chúng tôi rất là lo. Vì thấy là như mấy em, 10 em hơi giống nhau. Nhưng bắt đầu hôm nay là đã có khác rồi đấy. Đã bắt đầu tách ra và bắt đầu chia khác rồi đó. Thì có lẽ là ba em nào mà coi như là thứ năm tuần tới không có mặt thì chúng tôi cũng rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc. Còn lại bảy em thì coi như là cứ trên cái cơ sở như thế thì các em cố gắng tôi luyện nữa. Cố gắng rèn luyện nữa để khắc phục cái nhược điểm. Và nói chung là chúng tôi bất cứ cái dòng nào chúng tôi cũng chấm trên cái cơ sở nãy anh Thanh Tòng nói đó. Giọng thì phải chính. Cái giọng chính có nghĩa là từ chữ trầm tới chữ bổng là cái lượng mình phát ra là giống nhau, không được hụt. Nhịp là phải chắc. Nhịp thì phải chắc. Và cái diễn cảm là phải chuẩn. Không? Nó giống như bữa nay là em mẹo đó thì cái giọng thì chính. Cái giọng thì rất chính mà tự nhiên lọt là học sạn như đó. Còn cái giọng chính là không được có sạn thì nó mới thực sự là chính. Rồi cũng giống như hồi nãy chị Bạch Tuyết đã nói là em Kiều, chúng tôi cũng rất là tiếc. Cái lần một là tôi nói thật tôi cho điểm rất là cao và hy vọng ở em rất dễ. Nhưng hôm nay tự nhiên rồi em phơi ra là nhịp thì yếu mà phô thì cái này nó không may rủi đâu. Tôi thì tôi rất là quý cái giọng này, rất là quý giọng này, cho nên là cái điểm tôi cũng là cái điểm muốn lưu em này lại đó. Vì cái giọng là cái một giọng rất khó tìm, để cho em còn có điều kiện để em đi tiếp. Thì nói chung là cái ba trong cái hội đồng nghệ thuật của chúng tôi là cố gắng là cũng hết sức là khuyến khích và cố gắng đồng hành giúp các em được tới cái bước nào để đi sâu vào trong thì giúp. Cảm ơn hai em.